Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách đọc thông số hay là những cái thống kê ở trên chatbot, xem người dùng đọc bao nhiêu người dùng mới, hay là họ thường xuyên kích vào những cái nút gì. Ở đây thì chúng ta sẽ vào giao diện chính của chatbot. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái loại chúng ta có thể đọc được. Thứ nhất là những cái thông báo mà gửi cho người dùng. Thì mọi người ở đây thấy là đây là thông báo gửi cho người dùng. Đây thì chúng ta sẽ có này, thời gian gửi này, gửi bao nhiêu người này, bao nhiêu người đọc này, và bao nhiêu người phản hồi này. Ví dụ mọi người nhìn ở đây thì lần đầu tiên thì tôi gửi cho chatbot thì 100% người đọc, 93% những người trả lời. Thì 100% lúc đó của tôi chỉ có 531 người thôi, nhưng mà nó đạt được là 494 người dùng đọc. Ở đây thì hệ thống cũng sẽ đo lường được cái click. Trước kia thì tôi chưa chèn click, sau này thì tôi đã chèn click vào thì hệ thống sẽ đo lường được click. Đấy. Thì ví dụ đây là lần gửi gần nhất đây chẳng hạn, thì mọi người thấy là tôi chỉ đạt 71% thôi. Nhưng mà 71% của 2008 thì đạt là 1978 rồi. Và tôi được là 13%, tức là 351 lượt click vào cái bài viết của tôi. Thì so với những cái kênh khác thì như email thì nó rất là ổn. Và cái này có một cái nữa là chúng ta thoải mái điều hướng traffic của chúng tôi. Chúng ta không mất một đồng tiền nào cho Facebook. Thì có một cái chúng ta đọc nữa, đó là cái bảng thống kê của con chatbot này. Thì ở đây là nó sẽ thống kê người dùng này. Đấy, hiện tại người dùng này đã trên 3.000 và có 182 người đã block con chatbot này. Đây là tỷ lệ block, tỷ lệ người dùng mới. Đấy. Ở đây thì tôi thông thường xuyên sử dụng thì nó sẽ báo cáo hàng ngày này. Đấy, có bao nhiêu người dùng này, bao nhiêu người đọc này. Đấy. Cái nào sử dụng nhiều này. Thì tổng số người dùng là bao nhiêu và người dùng mới thu thập về được bao nhiêu. Đấy. Nó sẽ báo. Đây là những cái con số hay sử dụng. Đấy. Đấy. Cái nào được sử dụng nhiều, bao nhiêu lần. Thì chúng ta hoàn toàn remarketing lại được cái đám này. Và ở đây thì chúng ta có một cái công cụ thứ ba nữa cơ. Đấy, thì tôi đã cài đặt cái công cụ thứ ba này thì nó thông báo nó chi tiết hơn thì mọi người có thể cài đặt để sử dụng. Lưu ý mọi người thì với hệ thống chatbot thì chúng ta nhắc lại một lần nữa là chúng ta tuyệt đối không spam. Và để mà cái hệ thống này nó có nhiều người dùng hơn nữa thì chúng ta sẽ có cách kết nối chatbot với quảng cáo Facebook để nhiều người dùng hơn nữa. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trong cái video tiếp theo của trong cái bộ video này. Chúc mọi người thành công.